Các bạn nhỏ lớp 1A6 không những học tốt mà còn rất ngoan, biết chia sẻ việc nhà với ông bà và bố mẹ. Các bạn ấy thật đáng khen, đúng không ngờ kép? Đúng vậy, cảm ơn các bạn nhỏ lớp 1A6 đã cho chúng tớ được đồng hành một tiết học thật vui. Chúc các bạn luôn chăm ngoan, học giỏi và kết bạn thêm được nhiều người bạn mới qua các bài học vần tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!